like 100 miles. I'm gonna whistle all the while. Annyeong, hello xin chào tất cả mọi người, lại là Bia rồi đây. Và tuần này thì Bia đã ra video hơi trễ so với dự kiến, bởi vì Bia vừa mới launch một cái trang về beauty và làm đẹp của Bia có tên là Oni Beauty. Bia có để link ở phía dưới, có gì thì mọi người check it out nha. Và ngày hôm nay thì video của Bia sẽ làm cái video Bia nghĩ là sẽ rất hữu ích cho mọi người, đó chính là làm sao để chọn được những cái màu phù hợp với bản thân khi các bạn đi mua son này, mua mỹ phẩm này, mua quần áo này, làm sao để có thể cái màu sắc đó nó có thể tôn da mình lên, và làm sao để biết được cái da của mình là thuộc tông màu nóng hay là màu lạnh và màu nào thì hợp với mình. Và mọi người nhớ đừng quên theo dõi kênh của Bia để biết thêm những cái tips hữu ích này nhé. Các bạn có bao giờ thắc mắc là tại sao những cái idol hoặc là những cái diễn viên Hàn Quốc khi mà họ thay đổi kiểu tóc hoặc là họ thay đổi màu son thì tự nhiên cái visual của họ nó bùng nổ lên không? Bởi vì họ đã chọn đúng màu sắc mà hợp với lại làn da của họ và nó nâng tầm vẻ đẹp của họ lên 1000 lần. Ví dụ như IU nè, trong cái bộ phim khách sạn The Luna, hoặc là ví dụ như là Taeyeon sau khi đổi màu tóc vàng thì cũng cực kỳ hot. Hoặc là ví dụ như Irene khi mà đổi từ tóc vàng sang tóc đen cũng hot hơn. Cho nên mọi cái tầm quan trọng cái việc biết được cái da của mình nó thuộc cái tông nào để mà chọn màu son phù hợp, để mà chọn màu quần áo phù hợp thì nó rất là quan trọng. Và ngày hôm nay sau khi mà Bia đã xem rất nhiều video, Bia sẽ research tùm tà là hết. Và bây giờ Bia đã cho ra một cái bài test cũng rất là ngắn, rất là đơn giản, rất là dễ để có thể giúp cho mọi người phân biệt được da của mọi người thuộc là tông màu nóng hay là tông màu lạnh, và da của mấy bạn nên hợp với những cái màu cơ bản nào để các bạn có thể dễ dàng chọn đồ, chọn makeup khi mua đồ. Thì bây giờ chúng mình cùng làm test nhé. Biết cần mấy bạn là phải mở cái tủ quần áo của mấy bạn ra và các bạn xem thử là mình đang có màu gì nhiều nhất. Hình như câu trả lời toàn là màu trắng và đen thì phải. Đúng. Thường là chúng ta hay chọn cái an toàn là màu trắng và màu đen. Nhưng mà ok fine, các bạn sẽ nhìn trong cái tủ đồ của mình và chọn ra những cái món đồ nào mà các bạn mặc và hay được mọi người khen, hoặc khi mà các bạn mặc vào các bạn thấy là nó đẹp hơn bình thường. Và coi check thử cái màu sắc nó nhé. Để một tí nữa khi mà làm xong cái bài test này rồi, các bạn thấy coi có đúng là cái bài test này nó đúng với cái tông màu da của các bạn hay không. Bây giờ thì còn chần chừ gì nữa, chúng ta chuẩn bị làm bài test thôi. Bạn cần phải chọn phương án A hay là phương án B phù hợp với lại làn da các bạn nhất. Và các bạn nhớ là đừng quên cộng lại cái số phương án A hoặc là phương án B mà các bạn đã chọn từ trước nhé. Nếu cần thì nhớ lấy một cây bút ra để mà nốt lại. Thì câu hỏi đầu tiên xin được bắt đầu. Hãy chọn đáp án phù hợp với bạn nhất. Câu số 1, A, da bạn ít ửng đỏ. B, da bạn dễ ửng đỏ. Câu số 2, A, tông da của bạn là tông da màu vàng nhạt. B, da tông màu hồng đỏ. Câu hỏi số 3, bạn hợp với màu A, xanh rêu, B, màu xám. Câu hỏi số 4, bạn hợp với trang sức A, vàng, B, bạc. Câu hỏi số 5, bạn hợp với màu A, nâu, B, đèn. Câu hỏi số 6, bạn hợp với màu A, kem, B, trắng. Câu hỏi số 7, bạn hợp với màu A, nâu hạt dẻ, B, xanh dương. Câu hỏi số 8, bạn hợp với màu A, hồng đào, B, hồng cánh sen. Câu hỏi số 9, bạn hợp với màu A, cam, B, hồng neon. Câu hỏi số 10, bạn hợp với màu A, nâu nhạt, B, xanh cô bằng. Các bạn hãy xem thử là mình có bao nhiêu đáp án A và bao nhiêu đáp án B để xác định được tông màu của da mình nhé. Nếu các bạn có hơn 8 đáp án A có nghĩa là tông màu da của bạn là thuộc hoàn toàn vào tông nóng. Nếu các bạn có hơn 8 đáp án B thì tông màu da của bạn thuộc tông hoàn toàn là tông lạnh. Nếu như các bạn có hơn 6 đáp án A thì da của bạn là da tông ấm nhưng mà không có phải là hoàn toàn. Nếu các bạn có hơn 6 đáp án B thì da của bạn là màu tông lạnh nhưng cũng có thể vẫn pha một tí ấm vào đó. Và nếu như các bạn có đáp án A và đáp án B có số đáp án trùng nhau
thì da của bạn thuộc tông màu neutral, là trong và tông màu trung bình, có nghĩa là da của bạn phù hợp với hầu hết tất cả các màu. Chúc mừng thật là ghen tị. Và bây giờ thì mình cùng xem là tông màu nào hợp với tông màu da nóng và tông màu nào hợp với tông màu da lạnh nhé. Sau đây Bia sẽ cho mọi người xem cái ví dụ những cái màu tiêu biểu của tông màu mùa xuân và tông màu ấm thì các bạn cùng xem nhé. Đó, đây là những cái tông màu mà mùa xuân phù hợp với những làn da có tông màu ấm, màu nóng, warm tone, thì các bạn thấy nó sẽ rất là tươi sáng và gọi là chiếu rọi. Giống như là những hoa mùa xuân mới nở thì những cái màu đỏ nó sẽ phù hợp với làn da của bạn. Theo đây là làn da là những màu mùa thu mà hợp với những làn da có cái tông màu ấm. Đây là những cái làn da có vẻ như là có một cái ánh sáng vàng, ánh nắng chiếu vào. Và đó, nếu như bạn có tông màu da ấm thì những cái màu này sẽ rất là hợp với bạn. Nó giống như là kiểu makeup tiêu biểu là makeup trái đào đó mà ở Hàn Quốc mình hay xài đó, thì đó chính là cái tông này. Tiếp theo là tông màu mùa hè hợp với cái làn da cool tone, màu làn da có sắc lạnh, thì đó những cái màu như là màu trắng này, màu xám và kiểu màu xanh nhạt, những cái màu pastel ấy thì nó sẽ rất là phù hợp với lại cái làn da có tông màu cool tone. Tông màu mùa đông mà hợp với lại da màu tông màu lạnh sẽ hơi trầm xuống một tông, ví dụ như màu đỏ nó cũng sẽ không phải là đỏ tươi mà nó sẽ phải là đỏ đậm. Màu hồng thì cũng phải là một cái màu hồng trầm, màu đỏ bột đô, những cái màu đó thì nó sẽ hợp với những cái tông da da màu lạnh. Yeah, vậy là cái bài test này đã xong rồi. Và Biết nghĩ là sau cái video này thì mọi người đã biết được cái tông màu da của mình là tông màu như thế nào, và có thể chọn được bất cứ màu son nào mà phù hợp với mình, màu áo nào, màu nói chung là màu cushion nào phù hợp với mình rồi, thì rất là dễ dàng thôi. Đó, thì mong là mọi người sau này sẽ chọn được nhiều cái đồ mà phù hợp với làn da của mình và làm cho mình thật là nổi bật, đẹp như là các idol, các diễn viên Hàn Quốc. Nếu mọi người cảm thấy cái video này hữu ích thì nhớ theo dõi kênh của Bí nhé. Sẽ có rất nhiều những cái video về những cái tips đơn giản như thế này nhưng rất hữu ích trong cuộc sống, phải không nào? Chúc mọi người luôn xinh đẹp và rạng rỡ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Annyeong, bye.